Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Địa bàn mình đến. Hôm nay giao lưu là Bình Tân, Vĩnh Long, chỗ nhà anh Phong. Chúng ta gặp anh Phong để giao lưu các bạn. Rồi, chào anh Phong ơi. Dạ, em chào anh Hòa. Dạ, con xin kính chào các bác, các chú, anh chị em gần xa trên toàn thể nước à. Rồi. Hôm nay con có về được 11 phôi mai, trong đó là 2 phôi tứ quý để giao lưu cùng các bác, các chú, anh chị em trên toàn thể nước. Rồi. Mong các bác, các chú, anh chị em mà xem ủng hộ kênh, ủng hộ cho con cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Giờ chúng ta sẽ cụ thể giao lưu phôi mai nha mấy anh. Dạ, đầu tiên thì con xin giao lưu phôi số 1. Số 1 mấy anh ơi. Dạ, số 1 là phôi mai vàng nha các bác. Phôi này chơi bonsai lùng lực là đế là rất là đẹp nha các bác. Mã số 1 phôi mai vàng. Dạ, số điện thoại của con là 0906 000 774, địa chỉ là xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Dạ, phí ship là con bao cho các bác chú anh chị em là toàn thể nước là con bao miễn phí hết. Miễn phí ship nha mấy anh. Đây là rất là lực, rất là đẹp nha các bác. Rồi, cảm ơn anh Phong nhiều. Chị em xin thông số của mã số 1 em đây. Dạ, hoành thân em nói tại vị trí này là 41 à. Rồi, 41. Dạ, chiều cao em nói là 58. 58, rồi cảm ơn anh. Dạ, phôi số 1 là con xin giao lưu với các bác là giá 4 triệu đồng à. 4 triệu nha mấy anh, miễn phí ship. Miễn phí ship mấy anh ơi, mã số 1 4 triệu. Rồi, cảm ơn mấy anh và phụ đổi cho mà. Số 2 lên. Mã số 2 mấy anh ơi. Số 2. Tròn vòng luôn Phong ơi, tròn vòng. Phôi mai vàng mấy anh ơi, số 2. À, số 2 là cái này ở chơi nó cũng có bể xù nha các bác. Ở dưới góc này nó xù cám. Đây là rất nở đế, đế rất là đẹp. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Chị em xin thông số em này luôn. Dạ, hoành hai em nói tại chí là 31. Rồi, 31 mấy anh ơi. Chiều cao của em. Dạ, chiều cao em nói là 118. 118. Mã số 2 phôi mai vàng mấy anh ơi, Bình Tân, Vĩnh Long. Dạ, mã số 2 là con xin giao lưu là giá 2.700.000 à. Rồi, 2.700.000 nha mấy anh. Phí ship là miễn phí. Tròn vòng luôn ơi. 2.700.000 mã số 2. Rồi, phụ đổi luôn mấy anh ơi. Cảm ơn rất nhiều. Rồi, số 3 mấy anh ơi. Số 3. Mã số 3 nha mấy anh. Tròn vòng luôn Phong ơi, tròn vòng luôn. Dạ, mã số 3 này là phôi mai xù nha các bác. Phôi mai xù nha mấy anh. Rồi, cảm ơn anh Phong rất nhiều cho em thông số của em này luôn, mã số 3. Dạ, hoành thang em nói tại tí này là 32. Rồi, 32 mấy anh ơi, 32, chiều cao. Dạ, chiều cao em nói là 120 à. 120 mấy anh ơi. Mã số 3. Dạ, mã số 3 xin giao lưu với quý bà con là giá 3.500.000 à. 3.500.000 phôi mai xù nha mấy anh. Rồi phụ đổi luôn mấy anh ơi, số 4 lên. Mã số 4. Phôi mai vàng mã số 4 nha mấy anh, xin nhắc lại. Phôi mai vàng. Dạ mã số 4 này là cây này nó xù nu nha quý bà con, đây nó lên nu nặng hết trơn, cục cục nha quý bà con. Đây lên hết trơn. Nghe cái tay anh chỉ ha. Dạ, đây dọn dài lên hết, nu nần hết. Với cái cây này nó có đặc điểm là ngày xưa là người ta cắt cái đọt đây ta không tha keo, nhưng mà nó liền kéo hết đá nha quý bà con. Rồi, nghe cái tay anh Phong chỉ nha mấy anh. Có cái này. Giờ nghe cái phần đây. Chỉ rõ cho các anh các chú xem trước rồi. À, đây có một chỗ nữa nó đã sành, nó kéo mép hết trơn rồi, nó không có sao nữa bà con. Rồi. Rồi cho em xin thông số đi anh ơi. Dạ. Cây lên nu nặng gân guốc rất là đẹp luôn bà con. Dạ hoành thân em nó tại vị trí này là 35 à. Rồi 35 mấy anh ơi, chiều cao. Chiều cao nó hết thước quý bà con ơi. Hết thước luôn. Rồi cho xin tròn vòng luôn ơi. Dạ báo giá luôn. Dạ mã số 4 này xin giao lưu với quý bà con là giá 4.500.000 à. 4.500.000 nha mấy anh, miễn phí ship. Rồi phụ đổi luôn mấy anh ơi. Tiếp theo số 5. Mã số 5. Số 5. Rồi cho xin tròn vòng trước các anh ơi. Phôi mai vàng mã số 5 nha mấy anh. Rồi cho em xin thông số của em này đi anh ơi. Số 5 phôi mai vàng. Dạ hoành thân em á tại chí là 40 quý bà con ơi. Rồi 40 mấy anh ơi. Chiều cao của em. Dạ chiều cao em nó là 80. 80 rồi. Tròn vòng luôn ơi. Mã số 5 này xin giao lưu với quý bà con là giá 3.700.000 à. 3.700.000 miễn phí ship nha mấy anh ơi. 3.700. Rồi xin tròn vòng cái này rồi đổi luôn nha anh ơi, đổi luôn. Rồi cảm ơn. Tiếp theo. Rồi em này là mã số mấy đây? Dạ, mã số 6. Mã số 6. Em này là số 6 nha mấy anh. Mã số 6. Phôi mai vàng mấy anh ơi. Phôi mai vàng Bình Tân, Vĩnh Long. Nơi giao lưu là nhà của anh Phong. Rồi xin thông số của em này đi anh ơi. Dạ hoành thân em nó tại chứ này là 35 mà. Rồi 35 mấy anh ơi. Chiều cao của em luôn. Dạ chiều cao em nó là 75. 75. Dạ, mã số 6 là xin giao lưu với quý bà con là giá 2.800.000 à. 2.800.000 mấy anh ơi, phôi mai vàng nha. Phôi mai vàng. Rồi, cảm ơn anh và phụ đổi luôn mấy anh ơi. Tiếp theo. Rồi, em này là số 8 phải không anh? Dạ, số 7. Số 7. Xin tròn vòng trước các anh ơi, tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Dạ, mã số 7 là bonsai lùng lực nha các bác. Rồi, em này là mã số 7 phôi mai vàng nha mấy anh. Rồi, thông số của em luôn. Dạ, hoành thân em nó tại chiếc này là 37. Rồi, cảm ơn. Dạ, chiều cao em nó là 70. 70 luôn. Rồi, xin tròn vòng luôn ơi. Số 7. Rồi, cho xin giá luôn. Dạ, mã số 7 này xin giao lưu với quý bà con là giá 2.700.000 à. Rồi, 2.700.000 mấy anh ơi. 2.700.000. Rồi, phụ đổi luôn mấy anh ơi. Phí ship là miễn phí. Rồi, tiếp theo. Rồi, xin tròn vòng trước các anh ơi, tròn vòng luôn. Rồi, xin thông số em này luôn anh ơi. Dạ, hoành thân em tại chiếc này là 40 à. Rồi, 40. Chiều cao. Dạ, chiều cao em nó là 90. 90 luôn. Là cái này nó cũng bể xù lá gai nha quý bà con. Đây, cái này nó xù đây. Rồi, nghe tay anh chỉ đây. Rồi, ok anh, như vậy là giá của em này luôn. Dạ, mã số 8 mà xin giao lưu với quý bà con là giá 3.700.000 à. 3.700.000 anh ơi, mã số 8. Rồi, phụ đổi luôn mấy anh ơi, tiếp theo. Rồi, lên luôn. Rồi, cho em xin tròn vòng trước các anh ơi. Rồi, em này là số 9 nha mấy anh. Dạ, mã số 9 này cây đế nở đế lực cắm nha quý bà con. Mã số 9. Rồi, cho em xin thông số của em này luôn anh ơi. Dạ, hoành thân em nó tại chính là 38. Rồi, 38. Chiều cao của em luôn. Dạ, chiều cao em nó là 100 đúng à. 100 đúng. Rồi ok anh, mã số 9 giá luôn. Dạ mã số 9 này xin Zalo với quý bà con là giá có 3.700.000 à. 3.700.000 mấy anh ơi. Mã số 9. Miễn phí ship. Rồi xin tròn vòng ra. Rồi phụ đổi luôn mấy anh ơi. Rồi tiếp theo. À, tứ quý phải không anh ơi? À, số 10 là tứ quý rồi quý bà con. Số 10 tứ quý nha mấy anh. Tứ quý mấy anh ơi. Đấy, cây này nó có rễ này nó quái nữa bà con, nó gây ra đây nó chạy vòng qua đây. Qua nó cắm rễ cắm đây, đây rễ cắm cái này mình để cũng được, mình cắt cũng vẫn được. Dạ. Đế là rất là đẹp ở trong, lót trong rất là đẹp. Cái cây này là cây này nó là gờ chứ không phải là nó dính liền với thân mạng nha quý bà con. Rồi rồi. Tứ quý mấy anh ơi, xin nhắc lại. Dạ mã số mấy? Dạ mã số 10. Mã số 10 tứ quý nha mấy anh. Rồi cho em xin thông số của số 10 luôn Phong ơi. Dạ hoành thân em nó tại chính là 38. Rồi 38. Chiều cao. Dạ chiều cao nó là 78. Rồi 78 luôn mấy anh ơi. Xây luôn. Rồi cho giá em tứ quý số 10 dạ, luôn nè. Mã số 10 này xin giao lưu với quý bà con là giá 3 triệu à. Rồi 3 triệu đồng mấy anh ơi. 3 triệu. Rồi xin tròn vòng luôn ơi. Rồi đổi luôn mấy anh ơi. Rồi 11. Mã số 11 khá là lớn nha. Dạ mã số 11 cũng là phôi tứ quý nha quý bà con. Tứ quý. Tứ quý nha mấy anh, xin nhắc lại. Tứ quý khá là lớn. Rồi ok anh ơi, cho thông số em tứ quý luôn, mã số 11 nha mấy anh. Dạ, mã số 11 cũng là mã số cuối cùng ngày hôm nay nha quý bà con. Dạ hoành thân em nó tại chính là 60 quý bà con ơi. Rồi 60. Chiều cao của em luôn. Dạ chiều cao em nó là 112. 112 rồi. Dạ mã số 11 cũng là mã số cuối cùng, con xin giao lưu với quý bà con là giá 9 triệu đồng à. 9 triệu nha mấy anh. Tứ quý 9 triệu. $9 triệu. Tứ quý mà bây giờ hốt bự về cái khó khăn lắm nha quý bà con. Tứ quý mã số 11 9 triệu nha mấy anh. Rồi cũng đã cuối video, anh Phong cho bà con mình cái lời chào cuối các anh ơi. Dạ cuối video thì con cũng xin kính chúc quý bà con được dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài à, dạng sự như ý à. Con xin cảm ơn. Rồi tạm biệt anh và hẹn gặp lại luôn những video tiếp theo. Mến chào tạm biệt.